Tháng 7 năm 2019, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở xã Thừa Đức, một xã miền núi của huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Sau khi phát hiện lợn nhiễm bệnh chết, địa phương đã thành lập đội tiêu hủy lợn với nòng cốt là lực lượng dân quân. Bên cạnh thu gom lợn nhiễm bệnh tại các chuồng trại, họ còn thu gom cả những con lợn đã chết lâu ngày bị người dân vứt ra môi trường. Dạ, nhất là đường vùng sâu vùng xa, thứ hai là heo dịch bệnh rồi nó hôi thối rồi nó chết, có khi là sình lên nữa, nhiều cái nó vất vả lắm. Sự chỉ đạo của cấp trên, dù ngày nắng hay mưa, chúng tôi đều tới giúp phục vụ cho bà con để tránh lây lan dịch bệnh. Do xã Thừa Đức có địa bàn rộng, người chăn nuôi rải rác ở những khu vực suối, lô cao su, đường xá đi lại rất khó khăn nên việc thu gom lợn tiêu hủy rất vất vả, đặc biệt là những khi thời tiết bất lợi. Quá trình mà tiêu hủy cái heo mắc bệnh này, chúng địa phương tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Nhất là về vấn đề là máy móc thiết bị, đường nhiều khi vô rất hộ dân rất là khó đi, nhỏ xe lớn không chạy được. Thành ra chúng tôi phải huy động những xe nhỏ thì làm rất là lâu. Cái thứ ba là một số nhiều khi là hộ dân heo chết không báo. Khi báo chúng tôi heo rất là thúi rồi, rất cực cho anh em. Đáng vậy là gặp mùa này trời đang mưa, cho nên vấn đề là khi chuyển heo đi nó cũng là một vấn đề rất là khó cho các anh em tiêu hủy. Đồng Nai là thủ phủ chăn nuôi lớn của Việt Nam. Trước khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, tổng đàn lợn của tỉnh là trên 2,5 triệu con, nhưng đến nay giảm còn gần 1,5 triệu con. Do số lượng lợn nhiễm dịch lớn mà Đồng Nai lại thiếu quỹ đất chôn, nên nhiều gia đình còn vứt cả lợn chết ra sông suối, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch, gây khó khăn trong công tác phòng chống. Một trong những giải pháp quan trọng nhất là chúng ta tổ chức tiêu độc khử trùng. Tiêu độc khử trùng ở trên ngay cả chuồng trại, ngay cả chợ, ngay cả điểm giết mổ, ngay cả khu dân, các cái đường làng ngõ xóm. Do đó mà đòi hỏi phải có sự chung tay của cả cộng đồng. Để tiến tới loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng, thiết nghĩ người dân cần nâng cao ý thức, không vứt lợn chết ra môi trường.